Xin ra chợ mua rau dạng cơm đi con, sớm cha quên mua rồi. Dạ để con xíu. Ăn riêng trai. Dạ ai cho cháu nè. Sớm cha không phải con dạng chung cha. Cha kêu con đi mua đồ để trai với nó nhà ăn trước, ăn hết đồ ăn ngon đúng không? Không phải gì đâu anh Xin. Không phải, không phải làm sao? Chuyện gần gạch trước mặt gì kêu phải không phải sao? Thôi đi đi, con ăn sao con dẹp anh Xin. Đã ăn trước con bắt con dẹp nữa hả? Anh Xin, anh nhìn nè, cha toàn để đoạn VIP tranh không á. Tại á, cha chở ra làm nữa, em cũng chở ra học, nên em với cha mới ăn trước. Thôi anh ăn đoạn VIP đi, em đi học à. Bye bye.